Xin chào mọi người, chào mọi người đã tới với cả PC Gaming. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn download và cài đặt cũng như trải nghiệm qua một chút về một tựa game Battle Royale thế hệ mới do cái hãng gì đó sản xuất thì mình quên sử hãng rồi. Chỉ biết cái hãng đó từng sản xuất cái tựa game đó là Lawbreaker. Lawbreaker thì các bạn có thể liên tưởng nó là một tựa game khá là giống Overwatch, nhưng mà tiếc rằng game đó nó không có nhiều người chơi, cho nên là họ quyết định đầu tư vào cái dự án mới mang tên đó là Ready của Hơi. Game này là game Ready của Hơi nhé các bạn. Game này nó cũng chỉ mới ra được có vài ngày thôi. Thì thời điểm hiện tại nó đang cho chơi free early access trên Steam và chúng ta có thể download về và chơi khá là dễ dàng. Thế nào? Thì với đặc trưng của một tựa game thuộc thể loại Battle Royale chắc chắn rồi, chúng ta cũng sẽ được vứt lên một cái đảo nào đó, sau đó thì sinh tồn đến cuối cùng đúng không nào? Ai sống cuối cùng thì người đó top 1. Đó là một cái motif có thể nói là khá phổ biến rồi. Trước đây mình đã từng giới thiệu các bạn một vài game giống như là PUBG hay là H1Z1 hay là Last Man Standing hoặc là game gì đó nữa đúng không nào? Như đây mình có thể thấy đó là xem nào. Ở đây mình còn PUBG thôi, còn H1Z1 với cả Last Man Standing thì mình xóa mất rồi. Và cũng còn khá nhiều thể loại game thuộc thể loại Battle Royale nữa, sắp tới thì có thời gian rảnh giới thiệu các bạn luôn. Nhưng trước mắt thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái tựa game đó là Ready của Hay đấy nhá, xem nó có gì đặc sắc. Thì ở đây mình đang trong cái quá trình thiết kế nhân vật. Các bạn có thể thấy ở đây đó là nhân vật nữ có vẻ là coming soon. Như vậy là có vẻ là cái game này nó chưa thiết kế hình ảnh nhân vật nữ các bạn. Nhưng theo tin mình mới đọc được trên báo thì có vẻ là đã tiết lộ hình ảnh nhân vật nữ rồi nhá các bạn. Còn đây là kiểu tóc này. Ui, kiểu nào trộn toang nhau. À, cái game này là lấy bối cảnh những thập niên 80 nhá các bạn, cho nên là trang phục như thế này cũng là điều dễ hiểu đúng không nào? Ở đây chúng ta có thể chọn màu tóc này. Đó thì ấn Chris. Ở đây mình sẽ lướt qua phần option nhé. Xem nào, chúng ta sẽ có FOV. FOV thì mình sẽ để ở 90. FOV là cái góc nhìn nữa các bạn, góc nhìn khi chuyển cảnh. Ok, xem nào có cái gì được không. Display theme icon, language, multi target, simple deco style, opacity. Opacity nghe quen. Photoshop như nó là cái độ làm mờ vậy. Option bên này xem nào. Full screen. Thì hiện tại thì mình đang để ở cái chế độ đó là cửa sổ nhé các bạn. Không hiểu tại sao khi mình bật full screen bằng cách, các bạn có thể bật full screen bằng Alt Enter nhé, nhưng mà khi bật lên thì mình lại bị lỗi hình ảnh, nó khó chịu. Ở đây quality mình sẽ đẩy lên Ultra, sau đó thì Confirm. Được rồi. Đấy, không biết các bạn có bị không, nhưng mà mình khi bật lên thì màn hình của mình xanh lè. Còn các bạn, còn mình nghĩ là các bạn có thể nhìn thấy ngon lành. Xem nào. Còn bên này là cái gì nhỉ? Đây có vẻ những cái gói ấy. Gói đồ mà nhà phát hành bán hiện tại. Thì những cái này thì mình nghĩ là các bạn phải nạp tiền thì các bạn mới có thể có được nhá các bạn. Chứ còn theo mình được biết ấy, thì cái game này ấy, trong game chúng ta sẽ nhận được tiền trong game, nhưng mà tiền trong game chỉ có thể mua súng và trang bị cho game đấu đó thôi. Chứ còn cái kim cương này thì mình nghĩ là chắc là phải là nạp tiền thì mới có thể mua được. Các bạn có thể thấy những cái gu thời trang thập niên 80 trông rất là kinh khủng đúng không nào? Đây, những bộ đồ trông không thể nào chối hơn. Với việc nạp tiền vào và sở hữu kim cương thì mình nghĩ là các bạn có thể mua được những này. Tại bài này. Đó, nạp tiền vào Steam, mua những cái gói được nhà phát hành tung ra. Được rồi, đại khái chỉ có vậy thôi. Đây là phần thiết kế nhân vật và trang bị ngoại trang. Rồi, có lẽ mình sẽ play game. Đây, nhân vật của mình đây. Để mình bật to lên một tí nhá. Bật to âm lượng lên một tí nhá. Có vẻ là hơi nhỏ, mình không nghe được tiếng chân luôn. Ô. Alt Enter, à đây. Cái này nó auto nó nhảy lên đầu luôn các bạn. Alt Enter lại. Đấy. Và game không sao, Alt Enter cái thì nó lại bị hỏng hình các bạn ạ. Có chữ ghê. Được rồi. Hello audience, are you ready for another exciting round of America's number one game show? Đây sẽ là phương tiện di chuyển chính của chúng ta trong tựa game này. Then let's get this. Ở đây, hay rồi.
rơi thẳng cái này ra. Sao vẫn điều chỉnh hướng bay kìa? Mình có điều chỉnh kìa. Và liệu có ngã Zeppelin không? Thả dù nó. À, xuống một cách rất là... ship chạy thẳng. Mà nếu đang chạy thẳng thì không thể nào lùi được. The fuck, cái game này kỳ quặc vậy. Bây giờ mình sẽ vào cái nhà này kiếm xem có cái gì không. Ok. Thích thì chiều thôi. Được rồi, mình đã nhặt được những cái gì đó. Đúng nhỉ? Mình nhặt được cái gì đó chứ? Súng không nhỉ? Cái này là cái gì vậy? Gear slot. Đây là ba lô. Mình cần một cái đó là... súng. M. Chúng ta đang ở đây. Garden Grover. Mình sẽ vào khu nhà này xem kiếm được cái súng không. Hiện tại thì còn 70 đứa còn sống các bạn ạ. Đồ họa nhìn khá là khó coi. Tiền đấy. Đạn các bạn ạ. Súng lục. Như vậy là nó cũng cung cấp cho chúng ta 3 cái góc nhìn để bắn súng. Góc nhìn là target mặc định nhỉ. Góc nhìn arm là bằng giữ cách giữ chuột phải. Và góc nhìn nữa đó là góc nhìn bật ngắm bằng cách ấn chuột một lần. Toàn những cái gì các bạn ạ? À, phá ra được tiền à? Hay nhỉ? Mình nghe nói trong đây có cơ chế mua súng các thứ không biết là như thế nào ấy. Cái này có phòng này. Ép lăn tròn hay à? Giờ thì đi đâu nhỉ? Ở đây có gì không ta? Cái cơ chế chạy của cái tựa game này mình nghĩ là có bị lỗi các bạn ạ. Sao cái phòng này không có gì hết đấy? The fuck. Cái gì à? Mua súng các bạn ạ. Scope này có lẽ là scope 2. Ha, vậy là nó cũng giật lên trời các bạn ạ. Ô, hết sử đạn rồi. Giờ heo. Lấy tiền. Lấy tiền. Bây giờ mình cần đạn cho súng AK. Hả? Cái gì ấy? Cast back. À, mình vừa bán súng lục các bạn ạ. Chết toi rồi. Vãi trưởng. Còn có 13 viên đạn AK. Mình gặp thằng nào? Hả? Có tính đạn à? Có người ở đây chăng? Kiếm đạn. Top gun. À, mua súng này. Không đủ tiền các bạn ơi. 1.000 đô cơ. Thì tại mình mới có 400 đô. Lại có cái dịch vụ rút tiền đấy đó, really. Vãi trưởng game này. Ô hô hô, cái phòng này là có đồ các bạn ạ. Ấy thôi. Trời đất ơi. Đã nhặt đồ sướng.
Được rồi, nói chung là game này đại khái nó là như vậy. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách download cái tựa game Radical Hay này nhá. Mình sẽ tắt nó đi. Bây giờ mình sẽ vào lại cửa hàng của Steam. Các bạn chỉ cần vào Steam, sau đó vào Store. Ở đây các bạn gõ Radical Hay. Radical. Rồi, tên là gì nhỉ? Quên xíu luôn. Radical Hay. Đây là chữ A, không chữ E. Đây, các bạn thấy Radical Hay. Cái bản Founder Pack ấy, nó là cái bản DLC của nó nhá. Thế này các bạn thích thì các bạn phải mua với giá 165. Còn không các bạn có thể download thẳng cái bản chính của nó là free to play đây này, chưa nào. Các bạn chỉ cần gõ chữ Radical Hay ở đây là được. Mình đã có một cái video hướng dẫn các bạn download cũng như là đăng ký cái tài khoản Steam rồi. Nó rất là dễ. Thế là mình cũng sẽ để cái video đó, để cái link video đó mình dưới phần mô tả video. Các bạn nào chưa có tài khoản Steam thì các bạn hãy đăng ký nhá. Thì sau khi các bạn vào đây, đúng không nào? Mình sẽ gỡ game ra nhá. Vào library của mình để gỡ cái Radical Hay ra. Cứ như Hardwan Zekwan, gỡ phát là mất luôn. Bởi vì game này game miễn phí mà. Nó không phải là những game trả phí. Đây là những bản game trả phí thì khi các bạn xóa thì nó vẫn còn ở đây. Rồi. Radical Hay. Đây, các bạn thấy. Các bạn đến đây là ra được không nào? Ấn vào Radical Hay nhá. Rồi, ở đây thì các bạn chỉ cần ấn vào Play Now. Hoặc là Play Now là của mình thôi. Còn các bạn thì khi mới vào các bạn sẽ ấn vào chữ Play Game ở đây nhá. Là để download này. Còn bản DLC của nó như mình đã nói 165.000. Đúng không nào? Game mới ra. Mình còn chưa kiếm được cái xe nữa. Nãy vừa mới nhảy lên được cái xe đạp cái thì nó lại vào game luôn. Ấn Play Game ở đây nhá. Thì nó hiện cái bảng ra, các bạn chỉ cần chọn vị trí mà các bạn muốn lưu cái game Radical Hay thôi. Thì nó sẽ thường chọn cho phép các bạn lưu mặc định vào ổ đĩa C hoặc ổ D, đúng không nào? Thì các bạn cứ ví dụ các bạn không muốn lưu đó đâu thì các bạn cứ download đại nó ra đó, sau đó sau khi download xong thì các bạn hãy di chuyển cái ổ file game đi là được nhá, có thể chơi được. Thì mình sẽ để nó ở ổ D, ổ game Steam luôn, mặc định luôn, thế nào. Rồi chúng ta chỉ cần ấn next thôi, ấn I agree để nó tiến hành tạo cái file game cho ổ đĩa chúng ta, rồi tiến hành download về là xong. Như mình lúc nãy thì cái lúc nãy mình mới vào game ấy, thì nó có ngay, nó chỉnh thẳng ngay ra cái phần đó là chọn vì chọn gì nhỉ, cách tạo nhân vật rồi đấy. Nên là mình nghĩ là cũng dễ thôi, không khó khăn gì nhiều. Còn đây là cái toàn bộ cái cấu hình yêu cầu của tựa game này. Các bạn thấy RAM này, chip này, card này. Theo mình thấy thì game này khá là nhẹ, không có cái gì gọi là quá nặng cả. À, và một lưu ý nhỏ nhỏ nữa là thời điểm hiện tại ấy, thì những cái game từ khoảng tầm từ 2015 trở lên ấy, thì gần như nó chỉ hỗ trợ cái những cái bản Win 64 bit thôi. Nên các bạn hãy cố gắng đó là cài Win 64 bit ra để mà chơi nhá. Những bạn Win 32 bit giờ thì nó rất là thiệt thòi luôn. Rất nhiều game không hỗ trợ cái phiên bản 32 bit nữa. Được rồi, bây giờ thì nó tiến hành download thôi. Chỉ có vậy thôi các bạn, không có gì khó khăn cả. Các bạn có thể thấy ở đây đó là 2.3GB ấy. Nhẹ đấy. Đúng rồi, 2.3GB rất là nhẹ. Download thì mình nghĩ nó sẽ còn nhanh hơn nữa. Khoảng tầm 10 phút là xong luôn rồi. Đấy là với tốc độ mạng của mình, còn với tốc độ mạng của các bạn thì mình nghĩ là nó còn tùy. Thì bây giờ mình cũng đã hoàn thành cái video hướng dẫn các bạn download cái tựa game rất là hot trong ngày hôm qua. Đó là Radical Hay rồi. Chúc các bạn download thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Các bạn đừng quên subscribe channel cũng như like fanpage Facebook để có thể cập nhật những cái game mới nhất mà mình chia sẻ nhá. Bây giờ thì chào tạm biệt các bạn.